Đây là sự phát tâm ủng hộ của các mạnh thường quân trong cái thời gian mà từ clip đầu mà Nhân đã làm cầu nói cho sư cô á, thì sư cô đã gần đủ số tiền để chi trả cho đợt nói lần 2. Phía bên đây thì cả nhà sẽ thấy là cũng ngổn ngang những cái vật liệu, và khi mà nó còn trống hơ trống hát như thế này, cái phần mái ngói bên trên cũng chưa lợp, thì mưa nắng nó rất là dễ làm xuống cấp, đặc biệt là mưa sẽ làm thấm. 76.050.000 đồng tiền Việt, cùng với đó là 1.100 đô Mỹ và 50 đô Úc. Còn đây là toàn bộ số tiền, có cả tiền Việt lẫn tiền đô. Và không biết nói gì hơn, và sư cô thành tâm cảm niệm công đức của cậu cùng tất cả các mạnh thường quân để giúp cho tịnh xá có thêm chi phí để cho công trình sớm được ngày hoàn thiện. Thì chư ni tại tịnh xá Ngọc Đức cũng cầu nguyện cho quý Phật tử luôn được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường trong đời sống, và cũng nguyện đem cái công đức này để hồi hướng cho cái mùa bệnh dịch Covid sớm được tìm ra được phương thuốc chữa lành cái căn bệnh, để cho nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới có một cuộc sống ấm no và đỡ lo lắng hơn về vật chất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt tại tịnh xá Ngọc Đức ở xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh. Và đây là lần thứ hai Nhân quay trở lại ngôi tịnh xá này. Ngay phía trước cả nhà đây chính là một ngôi tịnh xá đã được khởi công xây dựng cách đây hơn 5 năm rồi. Và cho đến hiện tại thì vẫn còn gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Đặc biệt thì trong 2 năm vừa qua là mọi cái công đoạn xây dựng tịnh xá đều phải tạm hoãn lại với những cái đồ vật ngổn ngang như thế này. Bởi vì nơi đây là một địa phương có nhiều những tôn giáo bạn chứ không có nhiều Phật tử. Và cộng với việc là bà con nơi đây cũng có một cái đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Và thêm một cái lý do nữa đó là trong 2 năm vừa qua thì cả nhà cũng biết là tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của bà con rất nhiều. Cho nên là tịnh xá nơi đây gặp rất nhiều những cái khó khăn mà Nhân đã có chia sẻ ở trong video lần trước rồi. Thì hôm nay khi Nhân chia sẻ video lên, có rất nhiều quý mạnh thường quân đã ủng hộ vào việc là cho nhà chùa có thể hoàn thành cái ngôi chánh điện này. Và đây chính là danh sách mạnh thường quân. Còn đây chính là toàn bộ tấm lòng của quý mạnh thường quân mà một chút nữa Nhân sẽ trao cho sư cô. Thì trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, Nhân cũng xin có một cái thông báo đến với cả nhà. Đây là một cái thông báo mà vào khoảng đầu tháng 5 Nhân đã đăng ở trên tab cộng đồng của kênh Nhân rồi, và cũng đồng thời đăng tải ở trên fanpage rồi. Đó là việc Nhân phải tạm hoãn lại tất cả những cái chương trình mà Nhân trợ duyên cho các ngôi chùa, cũng như là những cái chương trình từ thiện khác. Thì Nhân cũng xin thông báo lại những cái điều này cho những ai chưa xem về cái bài đăng của Nhân. Đó là Nhân dự kiến trong cái tháng 5 vừa qua, thì cái dịp đầu tháng đó là Nhân sẽ quay trở lại để viếng thăm chùa Bảo Đức ở Bà Rịa, Vũng Tàu, để Nhân trao duyên cái số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho ngôi chùa đó. Đó là một ngôi chùa cũng nghèo, bị dột và đã bị xuống cấp rất là trầm trọng rồi. Đồng thời Nhân cũng phát quà cho bà con trong khu vực. Và Nhân còn dự định là sẽ sang chùa Viên Lâm để chia sẻ về cái tình cảnh chùa nơi đó, bởi vì đó cũng là một ngôi chùa đang gặp rất nhiều những cái khó khăn trong việc xây dựng chánh điện. Vào tuần thứ 3 của tháng 5 thì Nhân dự kiến là sẽ đi Khánh Hòa để Nhân trao duyên cho chùa Hải Sơn, là một ngôi chùa gỗ nằm ở cái vùng bão, nằm ở cái vùng mà rất hay xảy ra thiên tai. Vì vậy mà sư thầy cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn khi mà một cái cơn bão đã làm sập chùa. Đồng thời Nhân cũng định là sẽ ghé qua trang viên Hoa Hồng ở chỗ chị Bé Bê, nơi mà chôn cất các thai nhi, để trao duyên cho chị. Và đồng thời Nhân cũng đi thẳng sang Ninh Thuận để viếng thăm và chia sẻ về tình cảnh của chùa Long Phước. Đó là một ngôi chùa đã bị đổ sập trong thời gian vừa qua, cũng là do xuống cấp. Và tuần cuối cùng của tháng 5 thì Nhân dự định là sẽ đi Tây Ninh, tức là hôm nay. Thì hôm nay Nhân đã đi được rồi. Chỉ có điều là hôm nay thì Nhân phải không phát quà được cho bà con nơi đây, bởi vì hình như xe đang vào, mình xích vào khúc trong này cái. Chỉ có điều là hôm nay Nhân sẽ không có phát quà ở nơi đây được. Lý do là vì dịch bệnh không thể tụ tập bà con được. Nhân dự kiến là sau cái chuyến đi này Nhân sẽ quay trở về Củ Chi để trao duyên cho ngôi chùa Phước Tâm, một ngôi chùa bị cháy của thầy Thích Phước Huệ.
và cùng chính quyền địa phương nơi đó tổ chức phát quà cho bà con khó khăn. Tuy nhiên cũng xin lỗi quý khán giả là phải tạm hoãn chương trình đó. Sang tháng 6 thì Nhân dự định là sẽ trở lại Lâm Đồng để trao duyên cho chùa Bửu Hoa Sơn lần thứ 2. Đó là một ngôi chùa xây 7 năm không hoàn thành. Và tổ chức phóng sanh cũng như là phát quà cho các bà con dân tộc thiểu số ở nơi đó. Đó là dự kiến những cái chương trình mà Nhân sẽ tổ chức trong tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên thì Nhân cũng thông báo với quý khán giả là Nhân phải tạm hoãn tất cả lại, bởi vì lý do là tình hình dịch bệnh đang quá phức tạp và phức tạp ở khắp nơi. Vừa qua ở Sài Gòn thì cũng đã có rất nhiều những ca dương tính với dịch bệnh Covid, cho nên là để đảm bảo cái an toàn cho Nhân cũng như là cho cả những nơi mà Nhân từng đến luôn, thì Nhân phải chấp hành nghiêm những cái quy định phòng chống dịch và Nhân sẽ không đi đến những ngôi chùa và những chương trình từ thiện Nhân làm được. Vì vậy mà Nhân mong là quý mạnh thường quân cũng sẽ thông cảm cho Nhân. Khi mà dịch bệnh ổn định thì Nhân sẽ quay trở lại những nơi đó và chắc chắn là sẽ trao gửi sự ủng hộ của quý mạnh thường quân kịp thời cho những cái nơi đó. Và Nhân thì cũng đã có thông báo cho những sư cô, sư thầy ở những ngôi chùa cũng như là nghĩa trang thai nhi về cái việc bất khả kháng này. Trong cái bài đăng lần trước thì Nhân cũng đã có thống kê sơ bộ về cái số tiền ủng hộ của quý mạnh thường quân trong các chương trình từ thiện. Tuy nhiên thì hôm nay cái con số đó đã thay đổi bởi vì nó đã tăng lên rất nhiều. Thì hôm nay Nhân xin thống kê lại. Đó là ở chùa Bảo Đức ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện Nhân đang tiếp nhận khoảng 150 triệu đồng. Ở chùa Hải Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, Nhân đang tiếp nhận khoảng 200 triệu đồng. Ở Trang Viên Hoa Hồng, nơi chung cất các bé thai nhi, Nhân đang nhận khoảng 45 triệu đồng. Ở chùa Bửu Hoa Sơn thì trong lần tiếp theo này, Nhân đang quyên góp khoảng hơn 250 triệu đồng rồi. Và ở chùa Phước Tâm, Nhân đang tạm tính là khoảng 25 triệu đồng. Còn về tỉnh xá Ngọc Đức thì hôm nay hơn 100 triệu đồng Nhân sẽ trao cho sư cô. Nhân xin công khai rõ ra đây và một lần nữa mong là nhận được sự thông cảm, bởi vì những cái quy định phòng chống dịch không cho phép Nhân đi quá xa và quá nhiều như vậy. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ cùng Nhân vào bên trong tỉnh xá Ngọc Đức gặp sư cô, trao gửi sự ủng hộ này và để xem là trong thời gian vừa qua ngôi tỉnh xá này đã có những cái thay đổi gì không nha cả nhà. Và ngay phía trước cả nhà đây vẫn là sư cô Thích Nữ Tâm Tuyền. Dạ mô Phật, con thưa sư cô. Dạ mô Phật, sư dạ. Cô chào chú Nhân. Hôm nay thì con rất là vui khi mà con đủ một cái duyên, con được quay trở lại tỉnh xá Ngọc Đức của mình. Dạ, để cập nhật cho quý khán giả về tiếp tục về cái quá trình xây dựng ngôi chánh điện ở tỉnh xá Ngọc Đức. Dạ, thì hôm nay con đến đây con thấy là hình như là vật liệu nó nhiều hơn đúng không sư cô? Dạ đúng rồi, tại vì mình mới được chở đợt ngói lần 2 về rồi, nên mình còn một đợt nữa thôi là mình sẽ xong phần ngói. Hôm trước thì con nhớ là chỉ có một phần ngói nằm đây nè. Dạ. Hôm nay thì trở về đợt 2 chắc là nằm trong kia. Dạ đúng rồi, dạ. Nằm xung quanh ở trong phía bên đây. Dạ. Dạ đây. Có phải đây chính là sự phát tâm ủng hộ của quý mạnh thường quân không sư cô? Dạ đúng rồi, đây là sự phát tâm ủng hộ của các mạnh thường quân trong cái thời gian mà từ clip đầu mà Nhân đã làm cầu nói cho sư cô á, thì sư cô đã gần đủ số tiền để chi trả cho đợt ngói lần 2, nhưng mà tính ra thì cũng gần đủ rồi, mà sư cô sẽ chuyển khoản để trả cho vật liệu của ngói. Đây là ngói lần 2 của mình. Dạ. Ngói lần 2 là gần 200 triệu. Dạ. Dạ đây. Đó là các ngói của mình. Dạ. Những viên này hình như bị bể. Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi, này những viên bị bể. Trong quá trình vận chuyển nó bể rồi. Dạ. Đây là nhiều lắm. Ngói đây. Ngói âm, ngói dương. Dạ. Thường thì những ngôi chùa thì sẽ lợp ngói âm dương. Dạ. Dạ. Và đây nữa. Mình dở ra cho quý khán giả xem luôn nha. Tại vì mình đậy lại sợ. Dạ. Đây, đây là đợt ngói thứ hai mà sư cô từ sự ủng hộ của quý mạnh thường quân đã nhập về, đã đưa về đây. Vậy là mình còn cái phần xây dựng đúng không sư cô? Dạ, mình còn ngói là lợp. Mình đã đủ rồi. Dạ, dạ. Mình còn còn là thợ để lợp ngói và vật tư để lợp mái ngói. Dạ. Dạ. Ở phía bên đây thì con thấy là có thêm những cái hoa văn. Dạ. Những hoa văn này hình như cũng mới đem về. Dạ. Đúng không sư cô? Dạ đúng rồi. Dạ lần trước con không thấy. Đây là gạch. Bổ dạ. sung thêm đúng không sư cô? Dạ. Dạ. Mô Phật. Nhưng mà hôm nay thì
hình như là con thấy không có cái tiến triển nhiều ngoài cái việc á là ở trên cái phần chớp trên cùng á của tịnh xá mình thì đã có sơn, đã có đắp hoa văn, đã có sơn. Nãy con chạy từ ngoài vào con thấy. Dạ, tại vì mình phải sơn cái cổ lầu trước. Sau khi mình hoàn thiện cái cổ lầu rồi á thì mình mới bắt đầu mình lợp ngói được. Tại vì cái phần lợp ngói là ở phía sau cái phần cổ lầu nên mình phải hoàn thiện cái phần đỉnh đó trước, chóp đó trước. Mình phải sơn hoàn thiện xong rồi mình mới bắt đầu là mình tiến hành công trình lợp ngói. Và công trình lợp ngói á là sẽ diễn ra vào thứ hai tuần này. Nhưng mà không biết là do dịch bệnh thì như thế nào, không biết là mọi người công dân thợ á thì có về đây được hay không thì sư cô cũng chưa có biết nữa. Thì cái này phải đợi ngày mai hoặc ngày mốt thì thợ sẽ báo. Còn mình thì đã có kêu thợ rồi. Dạ. Thợ ở xa không sư cô? Dạ, thợ thì là người Huế nhưng mà họ làm nhiều chùa đó. Mà hiện nay hình như là đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mô Phật. Như vậy thì chắc là khó rồi đó. Dạ. Chứ tình hình dịch bây giờ là nó quá phức tạp rồi. Con cũng thưa với sư cô thì hôm nay con cũng đủ duyên á, con đến được đây. Đây là ngôi chùa đầu tiên trong cái chương trình trong tháng 5 của con. Mặc dù con đã dự trù rất là nhiều, con phải đi hoàn thành trong tháng 5, con phải đi khoảng 4 năm ngôi chùa để con trữ duyên. Nhưng mà bây giờ con rất là tiếc khi mà con phải hoãn lại hết rồi. Mà đa số những chùa thì khi mà xây dựng thì sư cô cũng biết là cũng giống như tịnh xá mình ở đây. Tức là đã đổi mưa đổi nắng qua nhiều mùa rồi. Mà cứ hễ mà để càng chậm trễ thì lại càng khó khăn. Thì xuống cấp. Xuống cấp và cái việc mà mình phục dựng lại như nó vậy nó lại còn tốn công mà nó tốn chi phí nhiều hơn nữa. Mà trong khi là bây giờ đã là vào cái mùa mưa dầm. Nhưng mà bây giờ thì bất khả kháng thôi. Cái quy định phòng chống dịch thì mình phải tôn trọng và mình phải chấp hành thôi vì an toàn cho mọi người nữa. Con cũng không dám đi quá xa quá nhiều. An toàn cho chính mình và an toàn cho những người xung quanh mình nữa. Vì vậy thì cũng mong quý mạnh thượng quân thông cảm. Chứ con thì cầm tiền con cũng rất là ngại và rất là sợ. Những cái việc nó không hay. Mô Phật. Bây giờ mình sẵn mình bước xuống đây luôn đi. Con sẽ quay lại một vòng về tịnh xá của mình cho những ai chưa xem video lần trước. Cái phần ngói này nhiều quá ha. Dạ, phần ngói đợt 2 nhiều hơn đợt 1. Vậy tổng chi phí ngói là bao nhiêu sư cô? Dạ, tổng chi phí ngói là 650 triệu. 650 triệu. Dạ. Mạnh thường quân trợ duyên đợt vừa rồi trực tiếp cho sư cô là bao nhiêu? Dạ, đợt vừa rồi là 101 triệu. Mô Phật. Đây. Đây chính là cái phần phần dưới đây là phần để cho tu học đúng không sư cô? Dạ để đúng cho... rồi, đây là giảng đường. Giảng để... đường, giảng đường. Dạ. Dạ. Là nơi thuyết pháp và hành thiền của chư ni. Đây có một số cái gỗ gì hả sư cô? Dạ, cái này á, là lúc mà mình tháo dỡ cái nhà cũ ra mình để lại đây nè. Để cho ai có xin làm củi thì làm củi. Còn mình để lại cho chùa mình có sử dụng thì mình xài. Thì ở dưới trệt này sẽ là phần giảng đường. Mấy hôm nay mưa nhiều không sư cô? Dạ, mưa rất là nhiều. Mưa có những ngày mà mưa từ sáng cho tới chiều luôn. Mưa dầm. Nó tạt vô trong đây lắm. Dạ. Nó tạt ở miếng ngoài này đúng không? Mô tạt Phật. Xéo vào. Dạ. Hiện tại thì Nhân và sư cô đang bước lên trên phía tầng lầu phía trên đây. Thì trên đây chính là phần chánh điện. Trên đây thì... Ủa? Con thấy cái này có phải là cái màu sơn thử không sư cô? Dạ đúng rồi ạ. Màu sơn thử của cái chú mà chỉ đạo cái việc sơn cái chi tiết á, với lại mấy cái phần mà hoa văn của tịnh xá này chú thử. Hay quá. Đây là màu chỉ, cái này chắc là màu cái mã số màu hay gì á? Dạ đúng rồi, mã số của 2803. Màu chỉ. Còn đây là màu tường trong, màu trần, màu tường ngoài và màu của cây đà. Đây là những cái màu quen thuộc của những ngôi chùa hả sư cô? Mô Phật. Dạ. Mấy cái màu này là thợ chính tay sư phụ là cái người đi mua luôn. Thợ và sư phụ đi để chọn. Ở phía trong đây thì vẫn là ngổn ngang những cái dàn giáo như lần trước. Dạ, ở trong đây thì không có gì thay đổi so với cái đợt quay vừa rồi của mình. Tại vì mình không có đụng gì ở trong đây hết. Tượng của Đức Bổn Sư thì vẫn được bao bọc như thế này. Dạ, Mô Phật. Tượng của Đức Bổn Sư thì sư cô đã có đúc, cũng đã có rồi. Tuy nhiên thì đang được bảo vệ bởi một cái lớp tôn như thế này. Để tránh cái việc là những cái cát bụi cũng như là cái phần xây dựng
công trình nó sẽ làm ảnh hưởng đến Đức Bổn Sư. Mô Phật. Ở phía bên đây thì cả nhà sẽ thấy là cũng ngổn ngang những cái vật liệu. Và khi mà nó còn trống hơ trống hoác như thế này, cái phần mái ngói bên trên cũng chưa lợp, thì mưa, nắng nó rất là dễ làm xuống cấp. Đặc biệt là mưa sẽ làm thấm vào trong cái phần tường. Các thợ chắc là dăng dỏng ở bên đây hay gì nè. Dạ. Ủa các thợ lên bằng đường ở bên nào vậy sư cô? Họ leo lên tuốt ở trên kia, họ đi ở phía đằng sau, họ bắt thằng giáo. Dạ, họ lên. Chắc là dạ. Có đằng sau ha. Dạ. Đây họ dăng dỏng, họ ngủ nè. Mô Phật. Hôm nay có làm không sư cô? Dạ hôm nay có một chú thợ, mà chỉ từ hôm bữa tới giờ chỉ có một chú thợ sơn cái trần nhà thôi. Dạ. Sơn cái cổ lầu thôi. Vậy tính ra thợ làm chùa ít quá sư cô? Dạ. Ví dụ như tại một đoàn mà họ đi thì họ sẽ đi khắp nơi à? Dạ không, tại vì do cái thợ chú sơn cổ lầu này là người của Tây Ninh, thành ra là cái chú mà chủ á, để hoa văn và lập ngói á, thì chú có nhờ cái này là làm cổ lầu trước, rồi sau đó là mới về, họ mới về đây họ bắt đầu là cái công việc mà lập mái ngói cho mình. Dạ. Đi theo trình tự á. Dạ. Dạ. Dạ thưa sư cô, thì hôm nay con đủ một cái duyên và con xin phép đại diện Quý Mạnh Thường Quân, con xin trao gửi sự ủng hộ của Quý Mạnh Thường Quân cúng dường vào việc trùng tu xây dựng tịnh xá Ngọc Đức của mình nơi đây. Dạ. Thì Nhân đã có lập một cái danh sách rất là cụ thể như thế này. Bây giờ Nhân xin phép Quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả và sư cô cho con xin phép được đọc danh sách Mạnh Thường Quân nha sư cô. Dạ, Mô Phật. Dạ. Danh sách Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ tịnh xá Ngọc Đức ở Tây Ninh lần thứ 2 có Duy Toàn 100.000 đồng, chị Khánh Vi Nguyễn 250 euro gửi qua PayPal. Mạnh Thường Quân giấu tên ủng hộ 1 triệu đồng để lập mái chùa. Cậu Mợ Tư 200.000 đồng, Nani Trương 2 triệu đồng, Đỗ Thanh Tuấn 20.000 đồng, Oanh và Chinh 100.000 đồng, Hoàng 300.000 đồng, Phan Phúc An Tây Ninh 500.000 đồng, gia đình giấu tên 300.000 đồng, Nguyễn Hồng Nhung 500.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 500.000, Mạnh Thường Quân giấu tên khác 5 triệu, gia đình Anh Bảo Bình Thạnh 1 triệu, Diệp Bùi Tú Linh, pháp danh Quảng Diệu Tâm 100 đô Mỹ và có kèm theo danh sách cầu an cầu siêu. Diệu Pháp Thủ Đức 200.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 200.000, Lê Thạch Thanh Tùng 200.000, Võ Minh Hiếu 1 triệu, Nguyễn Tiến Dũng, Yên Phong, Ý Yên, Nam Định 300.000, chị Lâm Thanh Vân 10 triệu, Nguyễn Như Đức 100.000, Nguyễn Đăng Khanh 200.000, Phật tử Nguyễn Thị Thủy ở Mỹ 500.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 100.000, Facebook Quang Âm Tiếng quận 7 1 triệu, Bé Trí Quang 5 triệu, Lý Ngọc Trân 300.000, Chánh Phú Từ Quán ở Úc Châu 5 triệu 340.000, Lưu Mỹ Lan 200.000, Thiện Tâm Phúc Đức 200.000, Bùi Hoàng Tùng Liên 300.000, có kèm theo danh sách cầu an. Michael Phạm 50 đô Mỹ gửi qua PayPal. Phạm Thị Từ pháp danh Tâm Thuần 500.000, Zalo Tô Anh 500.000, cô Kim Lý ở Mỹ 200 đô Mỹ, Anh Huy ở Úc 50 đô Úc, Trần Thị Thương 200.000, Nguyễn Lê Mỹ Phượng 300.000, cô Mỹ Nguyệt ở Úc 1.500.000 đồng có kèm danh sách cầu an. Nguyễn Thị Bích Ngọc 200.000, chị em Oanh Nguyễn 2.297.000, Huỳnh Thị Thủy 800.000, Trịnh Thị Bích Phương 1 triệu. 1 triệu đồng này là cho phát quà ở đây nha sư cô. Mô Phật. Dạ, thì cái phần phát quà con cũng xin trao gửi cho sư cô luôn. Hôm nay thì con không có tổ chức phát quà được, thì con xin gửi cái này để tùy sư cô có thể một cái thời gian thích hợp có thể phát quà cho bà con. Hoặc là mua quà đến nhà bà con, thì cái đó con xin sư cô tính giùm con nha. Dạ, Mô Phật. Phạm Thị Nở 1 triệu đồng, chị Nga 200.000 đồng. 200.000 đồng này của chị Nga thì cũng không rõ là ủng hộ cho chùa nào. Thôi thì có duyên ở tịnh xá Ngọc Đức, con xin gửi cho tịnh xá Ngọc Đức. Larry Đặng 300 đô Mỹ, Trần Tú 2 triệu đồng để xây dựng chùa, và 1 triệu đồng cũng là cô Trần Tú gửi cho việc phát quà. Mô Phật. Danh sách con đã có chú thích rất là cụ thể rồi. Dạ. Dạ. Lý Nữ 1 triệu, chị Phan quận 3 300.000, Nhung 300.000, pháp danh Thiện Quý 200.000, vợ chồng chị Thủy Sinh 500.000, Nguyễn Ngọc Nuôi 200.000, Nguyễn Thành Vinh ở Bà Điểm Hóc Môn 1 triệu, Nguyễn Thị Xuân 500.000, Nguyễn Thị Xuân Thảo 300.000, Nguyễn Thị Ngọc Sang 2.450.000, Nguyễn Thị Kim Ngân 2.500.000, Xuân Mai Tân Phú 200.000, Tường Vân 300.000, Anh Đức và cô Thạch Loan 3 triệu. Một Mạnh Thường Quân giấu tên 193.000, Mạnh Thường Quân ở Đắk Lắk 2 triệu, anh Lê Huệ Thanh 500 đô Mỹ, chị Như 100.000 đồng, cũng không rõ là chùa nào thì xin hoan hỷ gửi cho tịnh xá Ngọc Đức. Ngô Thị Huyền Nga 500.000, cô Diệu Đức 1 triệu đồng. Châu Trác Nhiên 1 triệu đồng, Phan Hà Kiều 2 triệu đồng và cuối cùng là anh Phúc ở Mỹ 1 triệu đồng nữa.
thì Nhân cũng xin tổng cộng lại danh sách này, đó là 76.050.000 đồng tiền Việt, cùng với đó là 1.100 đô Mỹ và 50 đô Úc. Dạ. Thì ngoài ra Nhân cũng có ghi chú rất là rõ, đó là có quản Diệu Tâm nhờ cầu an cho gia đình và cầu siêu cho cửu huyền thất tổ của quản Diệu Tâm. Bùi Hoàng Tùng Liên thì có hồi hướng cho mẹ Trịnh Thị Dứng. Và cuối cùng thì có một số cái ảnh đính kèm. Đây cũng là danh sách cầu an cầu siêu. Nhân đã có in rất là rõ như thế này. Mạnh Thường Quân đã viết rõ ra như thế này thì Nhân xin phép Nhân in ra luôn cho nó tiện. Và Nhân sẽ gửi danh sách cầu siêu cầu an này lại cho sư cô. Thì trước tiên con xin trao cái danh sách này cho sư cô. Dạ. Và đây chính là cái số tiền. Thì con xin thông tin thêm, đó là trên đường con tới đây thì sáng nay có chị My. Chị My cũng đã có gửi thêm 500.000 đồng nữa. Dạ. Cũng là cho việc xây dựng tỉnh xã Ngọc Đức. Dạ, xây dựng tỉnh xã Ngọc Đức. Con không kịp in vào danh sách. Dạ. Con xin trao rời ở đây. Một phần. Dạ. Dạ. Đây. Okay. Còn đây là toàn bộ số tiền, có cả tiền Việt lẫn tiền đô. Do là vừa qua là cái phần đô này cũng con không đổi được, đó là vì cái nó bị hạ cái giá quá thấp. Dạ. Cho nên con nghĩ là con trao trọn cho sư cô ở đây. Dạ. Thì sư cô cứ để đó, khi nào cái tỷ giá nó cao hơn một chút á, mình đổi thì nó sẽ đỡ hơn. Dạ, chứ vừa qua thì nó hạ kỷ lục luôn cho nên con không có đổi. Dạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lạy Đức Tổ Siêu Minh Đăng Quang chứng minh. Thì hôm nay cậu Nhân Chứng đã một lần nữa đến tỉnh xá Ngọc Đức để trao duyên cho tỉnh xá tiếp tục để xây dựng chánh điện. Thì thông qua cái danh sách này thì chư ni từ tỉnh xá Ngọc Đức cũng cầu nguyện cho quý Phật tử luôn được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường trong đời sống, và cũng nguyện đem cái công đức này để hồi hướng cho cái mùa bệnh dịch Covid sớm được tìm ra được phương thuốc chữa lành cái căn bệnh, để cho nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới có một cuộc sống ấm no và đỡ lo lắng hơn về vật chất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua đây thì sư cô cũng cảm niệm công đức của cậu Nhân đã cũng trong cái mùa dịch Covid này đã ở trên thành phố xuống cũng để trao duyên cho tỉnh xá, và không biết nói gì hơn. Và sư cô thành tâm cảm niệm công đức của cậu cùng tất cả các mạnh thường quân để giúp cho tỉnh xá có thêm chi phí để cho công trình sớm được ngày hoàn thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Dạ. Sư cô rất là vui khi được nhận cái số tịnh tài này, và trước Tam Bảo sư cô cũng nguyện rằng sẽ lấy số tiền này sử dụng đúng vào cái công việc là trùng tu Tam Bảo và hồi hướng phước đức. Mô Phật. Dạ, Mô Phật. Bên cạnh đó thì ngoài cái danh sách mà số tiền mà tịnh tài mà của Mạnh Thường Quân gửi cho cậu Nhân, thì bên cạnh đó sư cô cũng có nhận được một số tịnh tài của quý Phật tử gửi trực tiếp cho tịnh xá. Thì thông qua cái video này, sư cô cũng xin đọc tên, phương danh và tịnh tài của quý vị đã gửi, và nguyện cầu phước đức cho quý vị. Thì sư cô xin được phép đọc phương danh và tịnh tài. Dạ, là Huỳnh Văn Tuấn 2.500.000, Lê Thanh Thảo 100.000 đồng, Huỳnh Hải 2.000.000, Nguyễn Tú Như 2.000.000, nhóm Phật tử Hải Phòng Kiều Thị Bảo Thoa 2.300.000 đồng, Viên Huyền Tính 500.000 đồng, Hà Thị Phương Thủy 1.000.000 đồng, Lưu Trần Trung Thủy 300.000 đồng, Đỗ Thị Thủy 300.000 đồng, Võ Thị Thùy Dung 1.000.000 đồng, Hà Thị Phương Thủy 5.000.000 đồng, Đào Thị Phương Thủy 15.000.000 đồng, Nguyễn Thị Hoa 2.000.000 đồng, Lưu Thành Trung 100.000 đồng, Tôn Nữ Trà My 20.000.000 đồng, Bùi Khắc Nhiệm 100.000 đồng, Trúc Nguyên 200.000 đồng, Lý Tú Trinh 1.000.000 đồng, Phạm Hùng 400.000 đồng, Xuân Xích 3.000.000 đồng, Nguyễn Mai Hoa 200.000 đồng, Lý Tú Hương 1.000.000 đồng, Trần Thiện Trang 500.000 đồng, Trần Minh Phúc 500.000 đồng, Trần Trung Kiên 5.000.000 đồng, Nguyễn Minh Luân 100.000 đồng, Nguyễn Xuân Minh 200.000 đồng, Phan Thị Lành 500.000 đồng, Lữ Thanh Huyền 200.000 đồng, Lê Bảo Ngọc 500.000 đồng, Trần Minh Pháp Danh Thiên Thiện Thành 1.000.000 đồng, Nguyễn Thị Bé Bảy 800.000 đồng, Đặng Thị Tuyết Lan 25.000.000 đồng, Võ Thị Thu Trang 8.000.000 đồng, Nguyễn Thiện Vinh, Nga, Nhân, Yến Nhi 600.000 đồng,
Võ Hoa Kim 300.000 đồng, Huỳnh Hùng 200 USD, Nga Mai 200 USD của cô Lý Kim Liên 25.916.000 đồng, Phan Thị Phụng pháp danh Diệu Sự 5 triệu đồng và tổng cộng là 101 triệu đồng cộng với lại 700 USD. Có thể thông qua cái danh sách này thì có những vị Phật tử mà sư cô đã thiếu sót, nên thành tâm cũng xin sám hối với quý vị, cũng thành tâm xin lỗi quý vị nếu mà sư cô có thực thiếu sót thì hãy thông cảm cho chư ni tại tịnh xá Ngọc Đức. Và bên cạnh đó thì ngay ngày đầu tiên mà Nhân lên clip thì sư cô cũng có nhận được một tịnh tài là 5.000 USD, là sư cô đã sử dụng cái tiền đó là của một chú quan thông qua cô Vinh Trần giới thiệu, thì sư cô đã sử dụng 5.000 USD đó cho việc mình đã trả nợ cái đợt nói thứ nhất. Thì thông qua đây sư cô cũng cảm niệm công đức của cô Vinh Trần và chú quan ở bên Mỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thì hôm nay con thực sự con rất là vui khi mà con thấy là tấm lòng của Mạnh Thường Quân rất là nhiều, đã đồng hành cùng với sư cô trong cái việc mà mình xây dựng lại ngôi tịnh xá Ngọc Đức. Dạ, ở nơi đây mô Phật. Thì cá nhân con nghĩ là cái việc xây chùa nó là một cái duyên, một cái nhân duyên rất là lớn. Dạ, thì mình mới có thể làm được. Dạ, và hôm nay thì cũng đủ một cái duyên để Nhân quay trở lại đây, được thay mặt với Mạnh Thường Quân gửi cái sự ủng hộ này. Và con nghĩ là cái duyên đến đâu thì mình làm đến đó, chứ mình cũng không dám đòi hỏi và cũng không dám mong cầu cái điều gì. Dạ, nhưng mà chỉ là thực sự hy vọng là tịnh xá nơi đây sẽ sớm được hoàn thiện nhờ vào tấm lòng của tất cả mọi người. Dạ, để nơi đây có một nơi để cho quý sư cô, quý Phật tử cũng có một nơi tụng kinh bái sám, cũng có thể truyền đi cái những cái lời dạy của lời dạy của Đức Phật. Dạ, dạ. Thì Nhân cũng hy vọng là trong tương lai cũng đủ một cái duyên để Nhân có thể quay trở lại đây nữa và trao duyên tiếp tục. Dạ, mô Phật. Cũng như là hôm nay lỗi hẹn một lần với bà con nghèo nơi đây. Ừ, thì hy vọng lần sau Nhân sẽ đủ duyên để Nhân có thể tổ chức phát quà tiếp tục cho bà con nơi đây. Dạ, nơi Phật. Đây thì còn rất nhiều bà con khó khăn. Dạ, dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Mạnh Thường Quân, thì từ xưa đến nay á, tất cả các công trình nào của Phật giáo á, đều phải nhờ rất rất là nhiều các lòng tịnh tâm của mọi người mới có thể tạo nên một ngôi già lam thánh chúng để mọi người tu tập, chứ không có ở đâu mà có sẵn để cho chúng ta xây dựng nên như vậy. Nhưng mà nhờ có cái việc góp gió thành bão đó thì chư tăng ni mới biết quý trọng cái giá trị của những cái vị mà người ta phát tâm cúng dường. Không phải ai phát tâm cúng dường cũng giàu cả, có những người rất là nghèo họ cũng để dành miếng ăn, họ để chia sẻ những cái khó khăn đối với mình. Thì thông qua như vậy mình mới thấy được và mình mới biết được cái, mình mới thấy được cái sức tu của mình tới đâu và mình phải như thế nào mới xứng đáng. Thì qua đây thì sư cô cũng mong mỏi muốn như vậy, và cũng cầu mong cho chư Phật hộ trì cho tịnh xá Ngọc Đức sớm được ngày hoàn thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ con cũng xin phép nha sư cô. Mô Phật. Dạ, hy vọng đủ duyên con sẽ quay trở lại đây. Dạ, dạ. Mô Phật. Sư cô cảm ơn.